Sư cho con hỏi là khi con thấy bạn đồng tu chỉ dạy người khác sai pháp môn của Phật thì con nhắc nhở hoặc chỉ bảo lại người đó đi đúng chánh pháp, vậy con có sai, con có bị chấp vào chuyện đó không? Chuyện là người bạn đồng tu đó nói với người khác rằng ăn chay mùng 1 là coi như ăn chay hết cả năm, nên không cần ăn chay trường hay ăn chay ngày rằm gì cả. Con chỉ bảo, con nhắc nhở người đó như vậy, con có bị chấp dính mắc vào việc đó hay không? Quý vị biết, có đôi khi thì sư cố ý, sư tránh một vài cái vấn đề mà quý vị hiểu sai. Có nghĩa là có một vài vấn đề quý vị sai đó, sư tránh nói. Tại vì sư nghĩ rằng quý vị chưa sẵn sàng để quý vị nghe sư chỉ cái chỗ sai của quý vị. Và quý vị chưa có đủ cái niềm tin nơi cá nhân sư. Chưa đủ niềm tin nơi chánh pháp mà sư nói. Cho nên có đôi khi quý vị sai, sư cố ý sư tránh, sư không có đá động tới. Bởi vì sư biết khi quý vị chưa có sẵn sàng như vậy đó, mà sư nói thì quý vị sẽ bài xích và quý vị sẽ dẹp luôn. Rồi từ đó cái cánh cửa chánh pháp nó sẽ đóng sập lại với những con người đó. Có những con người mà họ tà kiến, họ hiểu chưa có đúng về chánh pháp, mà sư thấy họ phiền thì sư tránh luôn, sư dẹp luôn, sư không có nói chuyện với họ nữa. Có nghĩa là có đôi khi cái sự tà kiến của mình ấy, nó sẽ đóng cửa vĩnh viễn bản thân mình với một cái đối tượng mà họ sẵn sàng họ nói về chánh pháp. Cho nên là có đôi khi hồi trước ấy, thì sư rất là hay nói, rất là hay chỉ một vài người khi mà họ sai chánh pháp, họ hành tà kiến. Nhưng mà sau này sư tránh đi, sư tránh nói. Bởi vì sư biết có đôi khi họ chưa có sẵn sàng. Mình nói thì mình triệt luôn cái con đường của họ. Triệt luôn con đường để họ tiếp cận với chánh pháp. Thì nó uổng lắm. Bởi vì có đôi khi mình chỉ cần mình không đụng đến cái vấn đề đó thôi, mà mình mé mé, mình đi qua những cái hướng khác, mình giải quyết, mình gỡ từ từ những cái vấn đề khác của họ đó, rồi cái vấn đề mà họ gặp phải đó, cái tà kiến mà họ đang gặp ấy, tự nhiên là họ sẽ mở ra. Còn khi mà mình đánh trực tiếp, mình nói không có sai, nhưng mà người ta đóng cửa với mình luôn, thì mình không có thiệt thòi gì hết, nhưng mà bản thân người ta sẽ đóng cửa hoàn toàn với chánh pháp. Nó uổng lắm. Đó là một cái lời chia sẻ của sư trong cái trường hợp mà mình gặp ai đó tà kiến. Có một vài cái tà kiến mà nó cố định này. Tránh đi, mình đi mình đánh những cái khác, đánh vòng vòng ha, gỡ dần, rồi đến cái lúc thích hợp mình thấy người ta đó đủ niềm tin nơi mình, đủ chánh kiến, rồi mình bắt đầu mình chạm mới chạm nhẹ đến cái vấn đề của họ. Rồi bây giờ sư nói đến cái vấn đề chính của cái người đặt câu hỏi này. Cho tới bây giờ sư chưa có đá động gì đến chuyện ăn chay trên, bởi vì sư biết cái chuyện mà chay mặn, nó là một cái cuộc đấu tranh rất là lâu đời rồi. Mà đối với cái người mà không có đủ niềm tin nơi chánh pháp, không đủ niềm tin nơi sư á, mà sư đề cập tới đó, họ sẽ nhảy dựng lên và từ đó họ dẹp luôn, khỏi có kinh kệ, khỏi vấn đáp, khỏi gì hết. Thì như vậy á, nó sẽ uổng cho cá nhân họ lắm.
Ra đối với những người mà tin tưởng chánh pháp thì sư nói như thế này trong kinh ấy, vào thời Đức Phật ấy, ngài đâu có ăn chay, Đức Phật không có ăn chay. Ai đọc kinh nghiên cứu lịch sử thì quý vị phải công nhận điều này, Đức Phật không có ăn chay. Ngài Xá Lợi Phất từ khi xuất gia đến khi ngài viên tịch ngài không có ăn chay. Ngài Mục Kiền Liên từ khi xuất gia đến khi ngài chứng thánh đến khi ngài viên tịch ngài không có ăn chay. Ngài A Nan, ngài Ca Diếp, tất cả những cái vị thánh, tất cả những vị thánh các ngài không có ăn chay. Từ lúc xuất gia cho đến lúc viên tịch các ngài không có ăn chay. Nói cái này một số vị sẽ nhột. Đề Bà Đạt Đa vì lý do chia rẽ tăng đoàn cho nên yêu cầu Đức Phật là phải ra một cái giới luật, đó là chư tỳ kheo không được ăn thịt cá. Ai có nghiên cứu lịch sử thì quý vị sẽ thấy cái chỗ này. Đề Bà Đạt Đa yêu cầu Đức Phật là những là tỳ hàng tỳ kheo không được ăn thịt cá và Đức Phật từ chối. Đức Phật không đồng ý. Chư tăng có quyền ăn tam thịt nhục. Chư tỳ kheo đó nha. Thành ra đó một số cái cuộc tranh cãi ấy, khi mà nó lên đến cái đỉnh điểm đó người ta sẽ lôi cái chuyện này ra. Người ta nói đó những người ăn chay là những người tu theo Đề Bà Đạt Đa, là những người tu theo phản Phật, những người phản Phật. Thì tôi thấy là cái kiểu nói đó nó quá cực đoan. Nó quá cực đoan và nó chỉ đơn thuần là nó đổ dầu vào lửa thôi. Chứ nó không giải quyết được vấn đề, bởi vì cái người cần nghe đó mà khi mình nói như vậy thì họ không có nghe được nữa. Họ dẹp luôn, họ không có nghe nữa. Rồi có những vị họ nói là nếu như ăn chay mà đưa đến sự giác ngộ giải thoát ấy, thì cái con bò đó nó ăn cỏ nó có giải thoát giác ngộ đâu. Nói thì không có sai, nhưng mà khi mình nói chuyện như vậy đó tức là mình dẹp luôn cái cuộc nói chuyện, người ta không nghe nữa, người ta không nghe nữa và người ta sẽ không có cơ hội gần gũi tiếp xúc với chánh pháp, thì đó là lỗi của người nói. Thành ra lúc nào cũng vậy đó, khi mà nói đến chuyện ăn uống sự cố sự tránh sự né cái chuyện của việc ăn chay, ngay cả câu hỏi của việc cũng vậy. Có nhiều vị đó rất là tự hào cái chuyện ăn chay, sẽ không đá động gì đó, mà nếu gì hỏi mà gì hỏi ép ép cho sư phải bắt sư phải trả lời đó, thì sư nói cái chuyện ăn chay nó không có giúp chuyện tu gì cháu gì hết trơn, bởi vì rõ ràng Đức Phật không có ăn chay. Chư Thánh Tăng, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài A Nan, ngài Ca Diếp, ngài A Nậu Lâu Đà, ngài không ăn chay. Chư Thánh Tăng không ăn chay hết trơn á. Vậy thì mình lấy cái lý do gì mà mình nói là ăn chay thì không có tâm tự, ăn chay là làm hại chúng sanh. Nếu như vậy đó thì tại sao Đức Phật không ăn, tại sao chư Thánh Tăng không ăn? Mình phải đặt câu hỏi, phải có khả năng biện luận. Không lẽ nào mà ba mình nói như vậy, má mình nói như vậy, ông thầy mình nói như vậy, rồi mình nghe như vậy, rồi mình coi nó là cái chân lý thì phải xem lại. Tuy nhiên á, sư không có hoàn toàn bài xích cái chuyện ăn uống của quý vị, bởi vì đối với cá nhân sư, cái chuyện quý vị ăn cái gì nó chỉ đơn giản là sở thích của quý vị thôi. Có những người họ thích ăn rau củ thì cứ ăn rau củ. Có những người họ thích ăn thịt, không có thịt thì họ không có vui, thì cứ ăn thịt. Cái chuyện quý vị ăn cái gì á, nó nói một cách, một khía cạnh nào đó thì nó không giúp gì cho cái chuyện giác ngộ giải thoát hết. Quý vị có ăn rau củ một đời thì quý vị cũng không có thêm, cũng không có miếng phước nào.
mà quý vị có ăn thịt một đời, quý vị cũng không có miếng tội nào. Thành ra đó, cái chuyện ăn uống nó chỉ đơn giản là cái sở thích của từng người thôi. Ai quen ăn rau củ thì cứ ăn rau củ, ai quen ăn thịt thì cứ ăn thịt. Thành ra đó, sư nhắc điểm gì nhớ, tại vì cái người hỏi này á, là một người tu, thành ra sư bằng một cái sự chia sẻ chân thành đó là nên hiểu rõ, mình phải tìm hiểu rõ cái lịch sử đấy. Đó, quý vị thấy không? Khi mà sư nói như vậy thì chắc chắn là sau khi mà sư nói cái vấn đề này sẽ đồng chạm đến một số người và họ dẹp luôn, họ không có theo dõi nữa. Đấy. Kẹt ở chỗ đó. Do đó đó, khi mà nói chuyện số đông thì đương nhiên là nó phải có cái chuyện là mình phù hợp với một số người, và một số người họ nghe họ chối tai, họ không muốn nghe. Đơn giản như vậy. Thành ra một cái chia sẻ của sư đó là đôi khi mình gặp một vài người họ chưa có chánh kiến á, thì mình nên tránh đề cập trực tiếp đến cái vấn đề của họ, mà mình nên giải quyết những cái vấn đề nhẹ hơn, những vấn đề nhẹ hơn, giải quyết từ từ rồi mình đi thẳng vào trong cái vấn đề chánh thì nó sẽ hợp hơn là mình ngay lập tức mà mình nhào vô mình nói liền.